kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài đức tứ thánh tiên tri giặc bảy năm giặc trung đông và giặc biển dông do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau chừng nào dứt giặc bảy năm ông bà ăn tết một năm vui mừng thiếu chi kẻ dọn người bưng chừng ông về tới mặc dưng chẳng còn cả kêu bớ chú cõng con cha về tới rạch tàu mòn giá tiêu đói ăn rau muống rong rêu chừng ông về tới dựng nêu cấm cờ tứ thánh tam hoàng thơ lời bình câu sấm chừng nào dứt giặc bảy năm ông bà ăn tết một năm vui mừng cùng từ giặc 7 năm ám chỉ thế chiến 3 khởi từ Trung Đông vào năm con mèo quý máu 2023 khi chiến binh Hồi giáo Hamas tấn công Israel. Binh lửa kéo dài qua các năm rồng giáp thìn 2024 và năm rắn ất tỵ 2025, khắp vùng Trung Đông tràn ngập trong biển lửa. Thành phố sụp đổ tan hoang, người chết vô số, kỷ nghệ dầu khí phá sản, kinh tế suy thoái, vật giá leo thang, đói khát khắp nơi đừng khoe lớn cột cao tường, bạc muôn lúa vựa chẳng thương dân nghèo. Ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Xung về một hội rất đông, cuồng phong thổi tới gấm không còn gì. Mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử giết chi ưu phiền. Rồng bay sao xuyến nào yên, rắn bỏ giáp giới đảo điên dương trần. Trích sám giảng người đời quyển 11, sư vái bán khoai viết năm 1901. Như vậy, chiến tranh Trung Đông kéo dài trong 3 năm, mẹo, thìn, tị, tức năm 2023, năm 2024 và năm 2025. Trong chuyện bên thầy, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết như sau. Ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng Trung Đông. Khi cuộc chiến ở Trung Đông tạm ngưng sẽ đến vùng Á Đông, trích lời Đức Huỳnh Giáo Chủ. Khi chiến tranh Trung Đông tạm ngưng, sẽ đến vùng Á Đông. Chiến tranh á đông kéo dài bao lâu mới chấm dứt. Buổi nhập tiệc trải qua tràng pháo, khói mịt mù văng xác đầy đường. Cuộc đời này như ngựa buông cương, khó dừng lại vó cu lục bục. Mặt nước biển lô nhô lặn hụp, chim đua bay cá lại tranh mồi. Ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Trích nàng thơ Cẩm Tú, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết 1940. Lời bình: Cụm từ vó cu là vó ngựa cụm từ ngựa buông cương, vó cu lục bục ám chỉ năm bính ngọ 2026, trận chiến biển Đông Thái Bình Dương bùng nổ dữ dội. Chữ chim ám chỉ máy bay chiến đấu, hỏa tiễn đầu đạn nguyên tử, chữ cá ám chỉ tàu ngầm hạm đội trong trận biển Đông. Ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi, chừng nào mới đặng thành thơi, dậu Phật ra đời thế giới bình yên. Trích quyển khuyên người đời tu niệm của Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Trận chiến Á Đông bùng nổ từ năm Bính Ngọ 2026 đến năm Gà Kỳ Dậu 2029 mới chấm dứt. Chừng nào mới đặng thành thơi. Dậu Phật ra đời thế giới bình yên. Vậy thế chiến ba khởi ở Trung Đông từ năm Mèo 2023 kéo dài qua năm rồng rắn 2024 và 2025 sau đó binh lửa chuyển sang Á Đông từ năm ngọ 2026 đến năm kỷ dậu 2029 mới chấm dứt. Tổng cộng là chiến tranh 7 năm, đúng như Đức Tứ Thánh Tiên Tri. Chừng nào dứt giặc 7 năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng. Thiếu chi kẻ dọn người bưng, chừng ông về tới mặc dưng chẳng còn. Cả kiều bớ chú cõng con, cha về tới rạch tàu mòn giá tiêu. Đói ăn rau muống rong rêu, chừng ông về tới dựng nêu cấm cờ. Tứ Thánh Tam Hoàng Thơ, năm kỷ dậu 2029, Di Lạc Phật Vương ra đời tại Thánh Địa miền Nam Việt Nam, Hòa Bình Vĩnh cửu người dân sống thời Thượng Ngươn Thánh Đức Bồng Lai tại Trần. Phụ lục, giặc 7 năm. Một, chiến tranh Trung Đông. Ba năm mẹo, thìn, tị, tức năm 2023, năm 2024 và năm 2025 buồn dầu dầu buồn dầu dầu hỗn ngươn xoay lại đời nay mơ màng mèo kêu vang mèo kêu vang rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân ngọn cờ phất trống thùng tan kẻ lên người xuống hai đảng khác nhau quặn ruột đau quặn ruột đau phật tiên thương chúng giả sầu héo khô gắng công lục tự nam mô họa may cá suối gặp hồ liên hoa phật trời lòng lại xót xa giáo trong thiện chúng long hoa mà nhờ gió đưa ngọn cỏ phất phơ, sẽ coi cuộc thế như cờ bị vây. Cảnh đã xây, cảnh đã xây, nhành lai đời khác, đổi thay cuộc đời. Xem trong máy tạo hết rồi, ngửa nghiêng biển thẳm, dã rời bờ ao. Thuyền ai chạy tới sông đảo, thuyền ông bắt nhã Phật vào độ dân. Khuyên người sớm xả bụi trần, dắt cho khỏi trốn mê tân bớ người. Xúc xanh ngạ quỷ là loài, màng chi những chốn lạc loài đọa thân. Tây phương thóng bước chân lần, hưởng nhờ muôn thuở biểu châu thiếu gì tín thành truyền dạy vân vi, bớ người lớn nhỏ sao không giữ gìn. Nay xem cảnh thế tình lình, vô thường quỷ dẫn ai binh đặng nào. Sớm còn tối mất lao đao, tỉ như trời chớp, sáng nào đặng lâu, dặm canh thâu, dặm canh thâu, thở than than thở lo âu cho đời. Nghĩ trong cuộc thế vơi vơi, khổ tăng ra khổ trong đời gian nan. Trích sấm truyền đức Phật Thầy Tây An lưu ở đỉnh Tòng Sơn năm kỷ dậu 1849, Nguyễn Văn Hầu biên khảo ấn tống năm 1973. Lời bình, câu sấm, mèo kêu vang, mèo kêu vang ám chỉ năm mèo quý máu 2023 chiến binh Hồi giáo Hamas giải Gaza tấn công Israel, khai màn thế chiến ba. Câu sấm rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân, ám chỉ chiến trường Trung Đông lan rộng càng khốc liệt hơn qua các năm rồng rắn giáp thìn ất tỵ 2024 và 2025, thành phố sụp đổ, người chết vô số, khủng hoảng dầu khí, vật giá gia tăng, xã hội rối loạn. Bệnh viện ở Gaza bị không kích, hơn 500 người thiệt mạng. 2. Chiến tranh Á Đông 4 năm, ngọ, mùi, thân, dậu tức năm 2026, năm 2027 năm 2028 và năm 2029. Nay mai sụp đổ cù lao, giáp vòng bi lụy máu đảo tuôn rơi. Nói thiệt không phải nói chơi, ngọ mùi thân dậu lập đời đó dân. Lập rồi cái hội tân dân, lập rồi cái đại phong thần kỳ ba. Bây giờ ta mới nói ra, sắp đây mở hội long hoa bớ người. Lọc ai phước đức cao dư, đặng mà lập lại con người thượng ngươn nói ra có kẻ buồn hờn, ta đâu có sợ keo sơn được rồi nói đi nói đứng nói ngồi, nói rằng nứt nắp bể nổi dã hai, nói rằng cuồng loạn hăng say, từ đây cháy hết được quay chỗ nào. Bên Tây rồi lại bên Tàu, bên Anh bên Nhật cũng nhào tiêu diêu, không mai ắt cũng đến chiều, Mỹ Nga cũng vậy, Mỹ Miều cũng san. Đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết, kết tập sách Thiền Tịnh Biểu Sơn Trang 105, Hội Cư Sĩ Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 2002. Lời bình câu sấm nói rằng nứt nắp bể nổi giã hai cụm từ bể nổi ám chỉ bể bình lãnh tụ giặc tàu gây trận chiến biển đông sẽ chết trong thế chiến ba đúng luật nhân quả gieo gió gặt bão cụm từ giã hai ám chỉ sau khi vị lãnh tụ giặc tàu chết bể nổi thì hai ông trùm mỹ nga tranh ngôi bá chủ đánh bằng vũ khí nguyên tử biển bắc bán cầu nhiễm phóng xạ nguyên tử câu sấm mỹ nga cũng vậy mỹ miều cũng san chữ san nghĩa là san bằng tiêu tan vì kể từ thời điểm Nga Mỹ đấu chiến hỏa tiễn nguyên tử bay dập trời Đông Tây, chết chóc khủng khiếp. Khi thấy có sự cố bể nổi, bá tánh biết đó là điểm tận thế đến. Hãy tu mau kẻo trễ. Chiến tranh Trung Đông 3 năm. Chiến tranh Biển Đông 4 năm. Gọi là giặc 7 năm. Sydney, ngày 26 tháng 10 năm 2023, Kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem